Anh chào em ha, thì hôm nay em sẽ review cho anh em mấy con máy dân ma ba tê mới về nè anh em, khá là đẹp luôn. Trang sao em? Dân ma ba tê 82. Đây là con dân ma ba tê 82 280 Hz. Đó, ngoại hình anh em thấy ha, khá là đẹp. Máy nghe địa về chứ không ạ. Bao rim từng ốc nha anh em. Đây. Con này dân ma ba tê và tên máy. Còn là con Yanma 3T 75 đời 3 nắp nhớt. Con này Yanma 30T 33T 82. Con này có 27 PS à. Đó. Con 28 PS, con 27 PS ha. Con kia là con Isuzu 131429. Đó, những con máy mới mới về nha, mới đồ mới về đẹp xuất sắc luôn. Bên đây nữa nè. Đây con BT 82 nữa nè. Con BT 82. Con này 25 ngựa đầy 3 nắp nhớt luôn. Con này 3T 82 28 PS. Đây 28 PS. Con sắt nhỏ là sắt lớn nha anh em. Con 28 PS là nó sắt nhỏ nha. Còn 25 PS sắt nó bự hơn. Đó anh em thấy một trời một vực luôn không? Hai con nó khác nhau rõ ràng. Con này thì 3T 75 3 nắp nhớt 20 21 ngựa. Đây 3 nắp nhớt 21 ngựa luôn anh em. Rồi đem nổ anh nghe nha. CZB 400 C3 tua ban 29.5 PS ha. Rồi em đề nổ cho anh nghe luôn. Thì máy như cái chụp hình cho. Phát một nổ. Rồi em quay review sơ cho anh em xem ha. Anh em nào mua thì mình có thể liên hệ số điện thoại là 0913 98706 hoặc 0913 79 579 nha anh em. Số điện thoại 0777 92826 nha. Chào xin chào tạm biệt tất cả anh em luôn.